Cơ xương khớp là cơ quan có vai trò quan trọng trong việc định hình khung của cơ thể con người, giúp chúng ta di chuyển dễ dàng và bảo vệ các cơ quan nội tạng bên trong. Vì vậy, chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng ảnh hưởng đến khả năng lao động và sinh hoạt hàng ngày. Theo Hiệp hội Cơ xương khớp, Việt Nam có đến hơn 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên 65 tuổi và 80% người trên 80 tuổi mắc các chứng bệnh về xương khớp. Bên cạnh đó, thời tiết chuyển mùa là điều kiện để các bệnh cơ xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp trở nên trầm trọng hơn. Một số triệu chứng điển hình của bệnh nhân khớp: đau khớp kèm cảm giác buốt chạy dọc theo xương, sưng khớp, tràn dịch ổ khớp, cứng khớp, đặc biệt là buổi sáng, biến dạng khớp, đi lại khó khăn, nghe tiếng lục cục trong khớp. Tôi là Hạnh Tuyết, tôi sống ở tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi đã bị đau xương khớp đến hơn chục năm nay. Tôi sống chung với cái bệnh xương khớp hơn chục năm, tôi cảm giác rất là khổ sở. Nhất là những hôm trái nắng trở rời, mùa đông thì cực kỳ sợ. Tôi đau tất cả các khớp xương, khớp tay, khớp gối, khớp chân và đau buốt như kim châm ấy, từ trên hông chạy xuống tận đến gót chân. Tôi lên xuống cầu thang thì tôi còn nghe tiếng khớp xương của tôi nó kêu có lọc cọc, như cảm giác là nó sắp rơi rụng ra ngoài. Rất là khổ mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, công việc của tôi hàng ngày rất nhiều. Điều nguy hiểm là các bệnh lý này hầu như không có triệu chứng, mà các dấu hiệu chỉ xuất hiện khi xương và hệ thống bao khớp hoàn dịch bị tổn thương thực sự. Khi đó người bệnh thường phải chịu đựng những cơn đau dữ dội và dai dẳng, thậm chí không thể cử động được khi khớp bị viêm. Ngày nay, sự phát triển của khoa học công nghệ mở ra hy vọng về các giải pháp mới an toàn, hiệu quả, thay thế cho các thuốc tân dược trong phòng và điều trị bệnh khớp. Một trong những nghiên cứu mang tính đột phá chính là việc ứng dụng chiết xuất sụn vi cá mập trong việc sản xuất ra sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp một cách an toàn, đồng thời cung cấp các dưỡng chất cần thiết, giúp bổ sung và duy trì sự dẻo dai cho hệ xương khớp. Với thành phần chính là chondroitin sulfate trong sụn vi cá mập, có khả năng tăng tính bền vững cho sợi keo nội bào và mô liên kết, ngừa thoái hóa tế bào và chống lão hóa. Chondroitin sulfate được xem là chất dinh dưỡng dành riêng cho khớp. Ngoài ra không thể không nhắc đến những nỗ lực nghiên cứu và bào chế sản phẩm Gen S dưới dạng viên sủi, giúp hòa tan các dưỡng chất một cách tối đa cũng như tối ưu hóa khả năng hấp thụ vào cơ thể con người. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản và được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép và lưu hành, Gen S được kỳ vọng sẽ là sản phẩm Việt Nam đầu tiên đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc điều trị xương khớp trên thị trường thực phẩm chức năng. Tôi bị nhức xương 10 năm nay rồi, do viêm khớp. Xương của tôi rất yếu nên cầm cái gì cũng không chắc. Buổi tối đi ngủ thì cơn đau nó dày vò mà là hành hạ, là làm cho tôi mất ngủ. Đâm là bị sút cân và cái đề kháng trong người giảm đi. Được ông bạn ông ấy giới thiệu một sản phẩm là Gen S. Nghe nói là cái sản phẩm này là được chiết xuất từ vây cá mập và sụn cá mập, nên sản phẩm dùng rất tốt và tôi quyết định sử dụng ngay. Và trong cái thời gian tôi sử dụng 2 tháng rồi đấy, mà bây giờ là xương khớp của tôi là cải thiện rất nhiều. Những cái cơn đau của tôi ấy, khi thời tiết thay đổi thì là bây giờ đã giảm đến 90%. Điều đáng nói là sản phẩm này là dạng viên sủi, đâm là dễ mang theo trong người và dễ sử dụng. Qua những lời chia sẻ của tôi muốn gửi cho các bạn một thông điệp là những người đau xương nhức khớp nên mua sản phẩm này về sử dụng. Tôi bị đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ cách đây 2 năm rồi. Người nó rất khó chịu, nhất là khi nào thời tiết nó thay đổi, đi lại nó rất khó khăn. Coi như thế là nhiều khi bạn bè rủ đi đâu đi chơi là tôi toàn phải từ chối, bởi vì mình bị bệnh cái bệnh đấy là coi thế là mình cũng phải đi nó không thoải mái, là mình cũng không thích đi cho lắm. Tôi cứ nghĩ rằng là mình sẽ sống với cái bệnh này suốt đời. Một lần cách đây độ mấy tháng, con gái tôi nó giới thiệu một cái sản phẩm Gen S sản xuất bằng cái công nghệ hiện đại của Nhật Bản. Nó có các cái hoạt chất của sụn vi cá mập, đâm ra là thấy nó rất hiệu quả. Tôi rất mừng và coi thế là dùng được 1 tháng thì thấy các cái bệnh của tôi nó đã chuyển biến rõ rệt. Thì bản thân là rất là tự tin. Sau đó tôi dùng tiếp 3 tháng nữa thì hầu như các bệnh của tôi nó khỏi hẳn. Và nó là viên lén, sủi rất dễ uống, không có tác dụng phụ, và bản thân thấy nó bệnh nó chuyển biến rõ rệt so với những các thuốc trước kia tôi đã dùng. Sau đó tôi dùng tiếp 3 tháng thì hầu như cái bệnh đau vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ của tôi nó được ổn định hoàn toàn. Và tôi nghĩ rằng ở trong nước Việt Nam mình mà có cái dây chuyền sản xuất sản phẩm này như thế thì mọi người có bệnh như tôi chắc cũng sẽ rất phấn khởi. Và sau khi tôi đã dùng cái sản phẩm này, tôi sẽ giới thiệu cho những người bạn bè, người nhà của tôi nếu bị bệnh như tôi sẽ dùng cái sản phẩm này rất tốt. Sản phẩm này sẽ được phổ biến rộng rãi trên thị trường và những người có bệnh như tôi sử dụng sẽ rất tốt cho sức khỏe, và bản thân sẽ vui vẻ, tự tin, phấn khởi hơn. Thì ra ngoài cuộc sống con người ta nó sẽ tươi trẻ. Và rất cảm ơn sản phẩm Gen S.